Bò ơi bò à. Nó sợ mình. Bò ơi bò à, kiếm con bò nào nó gan rang cái tí đây. Bò ơi bò à. Bò ơi bò à. Ok kìa kìa kìa. Con này không có sợ nha. Ồ, bò 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 bò. Bò 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 bò. Bò 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 bò. Ờ, con này không có sợ kìa. Nghe thương không? Gà 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 chút xíu nha. Không không được, nó nhét. Đạo quá. Hey, xin chào mọi người đã trở lại với kênh Thế Long Miền Tây. Thì ngày hôm nay cũng như bao ngày chiều của ngày hôm khác thì mình và bé Su Su nhà mình lại đi một nơi cũng là đê biển gần cối xay gió, nhưng mà cái khoảng mình đang đứng này là một cái khoảng đất trống người ta thả bò, rất là cảnh quê luôn nha mọi người ơi. Đây mấy con bò nó đang còn ngơ ngác ngáo ngơ khi không biết mình đang làm cái gì cả. Người ta đang thả bò ở đây ăn cỏ nha. Đây rất là nhiều bò nha mọi người. Đây xa xa là cái cánh cối xay gió và mấy cái thổ rau người ta đang trồng nha mọi người. Thì hôm nay được rảnh rỗi buổi chiều, mặt trời chưa lặn, ở đây mà ngắm cái cảnh hoàng hôn là đỉnh và đẹp luôn nha mọi người. Thì xin phép tăng anh Nguyễn Ngô Huỳnh Đạt vô đây luôn nha. Đã từng bay ở đây rồi. Thì mình đang tính kiếm một cái chỗ mà để ngắm hoàng hôn. Thì cái khu này mà các bạn ra tới đây á, xuống tới đây, quá trời rộng, quá trời đẹp luôn nha mọi người. Long xin nói một cái nữa là trên đoạn đường đê biển này, đi tới cây cối xay gió khoảng thứ tư thứ năm cũng có những cái khoảng đất trống như vậy nè, cũng rất là đẹp luôn. Nhưng mà có nhiều cái thì nó cũng còn bị dướng dướng nhiều cái gì đó khó nói lắm, nó thiếu cái này thiếu cái kia. Thì hôm nay mình đi qua chỗ này lại thấy một cái rất là đẹp luôn, có bò có rau để cho mình quay nữa. Và ai vui kiến cắn nha mọi người ơi, đứng ngay ổ kiến lửa luôn. Ai vui, sai lầm sai lầm, kiến lửa cắn đây 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 đây, coi nó mừng kìa. Chỉ có tôi đứng bị kiến lửa cắn. Ây cha. Cảnh rất là đẹp luôn nha. Đây rau nha mọi người. Mình sẽ đi kiếm rau nha. Đây rất là đẹp luôn. Ở đây mà ngắm thẳng xuống dưới đó, những cái cối xay gió thẳng tắp đều nhau, rất là đẹp. Xích lên thì Long nhớ có một đoạn người ta trồng rau trong nhà kính cũng khá là đẹp luôn nha mọi người. Đây để đứng coi coi có đứng ổ kiến lửa không. Đang quay mà kiến cắn thì khó nói lắm nè. Không không hết rồi. Đây các bạn, đây là thổ rau giống như cải ngọt nha. Cải ngọt quá trời nhiều luôn nha mọi người. Miền quê Vĩnh Châu thì như vậy thôi. Và gần sát đê biển, chút nữa mình sẽ bay flycam cho các bạn xem nha. Là sát ở trên biển. Quá trời. Đây, chút nữa cảnh mặt trời sẽ xuống. Sẽ xuống, cảnh hoàng hôn thì bao đẹp luôn. Đứng ở đây mình có thể nghe được tiếng gió, tiếng cối xay gió quay rất là rõ ràng luôn nha mọi người. Đây, to đẹp. Cảnh rất là rộng. Các bạn có thể kiếm những cái chiều, buổi chiều thư giãn, chở gia đình ra đây cũng được. Đây, tầm khoảng 5 giờ rưỡi hoặc là 6 giờ nó sẽ mát hơn nha mọi người. Rất là rộng rãi luôn nha, có bò nè. Chắc mấy bé thấy được bò nó cũng khoái lắm. Không thôi thì con Su kìa, nó đi tứ lung tung nãy giờ. Và mình sẽ chuẩn bị bay flycam cho các bạn xem nhé. Chuẩn bị bay thôi.
The year is 1991. Birds and people are living together in seemingly perfect harmony. Until one day, a young man catches fire. This is Phoenix.